phân bón sinh học là một trong những yếu tố góp phần đảm bảo cái môi trường, đặc biệt là trong đó thì cái vấn đề mà đảm bảo cái chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố rất sức quan trọng. Thì cái việc mà đưa cái phân sinh học Agribio vào để áp dụng cho các cái diện tích cây trồng thì theo anh đánh giá về cái tính hiệu quả của nó thì có tính vượt trội như thế nào so với các loại phân bón sinh học khác, phân bón hữu cơ khác ạ? Lời đầu tiên cho tôi xin kính chào các bà con. Tôi tự giới thiệu tôi là Đặng Đình Dương, giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại môi trường Đại Nguyên, địa chỉ là 562 Nguyễn Văn Cử, thành phố Buôn Ma Thuột. Chúng tôi là cái đơn vị phân phối cái sản phẩm phân hữu cơ vi sinh Agribio tại địa bàn Tây Nguyên. Thì cái phân Agribio này là một loại phân mà làm từ thiên nhiên 100%. Nó như là một cái chất đề kháng, tăng sức đề kháng của cây trồng. Thì quá trình mà sử dụng cái phân này nó có tác dụng là cải tạo đất, rồi là cây trồng có thể là kháng được các loại sâu bệnh, và thứ ba đó là giảm được các cái chi phí đầu tư và tạo ra các cái sản phẩm sạch, mà cái mục tiêu chúng ta trong tương lai là phải sử dụng sản phẩm sạch để xuất khẩu và sử dụng tiêu dùng cho người Việt Nam. Thì quá trình sử dụng cái này cũng rất đơn giản và đã được áp dụng, cái loại phân này cũng đã áp dụng rất lớn ở tại cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thì hiện tại người ta đang áp dụng các cái cánh đồng mẫu lớn để tạo ra cái thương hiệu lúa. Chúng ta cũng xây dựng một cái thành một cái vùng nguyên liệu lúa và sản phẩm gạo lắc để xuất khẩu. Chúng ta nên sử dụng các cái loại sản phân hữu cơ vi sinh để tạo ra sản phẩm sạch và xuất khẩu. Thưa anh, thì cái hiệu quả của sử dụng phân bón sinh học này thì được đánh giá là như thế nào ạ? Thì về năng suất thì chúng tôi dám đảm bảo là nó tăng từ 20-30%, và về cái chi phí đầu tư thì giảm khoảng 50% so với cái phân bò tiền đầu tư thông thường của các cái vùng khác. Thì các cái về bón phân thì có thể là năm nay chúng ta các hộ dân chưa dám giảm đến 50%, nhưng mà theo khuyến cáo chúng tôi là giảm 50% phân bón thông thường thì bà con vẫn đảm bảo cái năng suất và cái chất lượng. Thưa anh, thì cái đặc tính mà sử dụng phân bón sinh học này thì nó không phải là bón bê tông như các loại phân bón thông thường mà nó là sự phun qua lá, thì anh đánh giá về cái tính chất nó như thế nào? Về trong cái hiệu trong cái quá trình mà canh tác ấy, thì cái việc mà phun thì là nó hiệu quả nhất, và các cây trồng đều hút do cái quá trình quang hợp hút qua lá là rất tốt, nên cái hiệu quả sử dụng mà tốt nhất theo khuyến cáo của chúng tôi nên phun cho bà con nên phun trên cánh đồng. Thì cái phân này ngoài cái khả năng mà làm cho cái kháng cây trồng nó phát triển sức khỏe hơn thì nó còn có khả năng là cải tạo đất. Cái quá trình càng sử dụng cái đất đai nó càng tươi tốt hơn, nó màu mỡ hơn, nó không bị chai giống như chúng ta đang sử dụng cái phân hóa học bón nhiều xuống mà chai đất, còn bón phân vi sinh này thì nó có khả năng cải tạo đất. Và những cái vụ tiếp theo thì khi đó cái đất nó đã tốt rồi, bà con coi như giảm càng phải giảm